chiều nay anh đi qua ngang ngôi trường cũ nhớ kỷ niệm thuở nào, hồn thương lên xanh xao bơ vơ vụt nước mắt khóc cuộc tình tan phai. Ngày xưa em thơ ngây môi hồng còn đam mê hương nồng hoa tình ái, bây giờ biết tìm em chút nào, mùa về ve gọi sâu chỉ làm mình nhớ mình thương. Giờ này ta xa nhau em còn cánh thư màu, ngày nào người trao cho nhau hay là đốt đi rồi rồi. Chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio cho toàn quốc. Quý vị đang theo dõi kênh Tết Âm Thanh của cửa hàng Audio Bãi An Giang. Thì trước mắt quý vị và các bạn đây là đô la của châu Âu quý vị, của Na Uy. Là ghép với con ly Mỹ là Pate ha quý vị. Thì em sẽ giới thiệu sơ lược về đô la. Đô la này thì sở hữu bắt 20 nha quý vị. Tính ra vành luôn á thì nó tới 21, 22 lần. Bắt 20 thì quý vị nếu mà chơi sành thì nhìn cái mũi này, nhìn cái râu này thì biết cái loa nó thế nào rồi ha quý vị. Đây, với chép này ha, quý vị nhìn 4 ôm này với cái màng này thì quý vị biết cái chép này là chép gì luôn. Và tất cả các cái ốc đây đều là ốc lục giác hết nha. Nó xài ốc này hết rồi vậy. Đó, thì những cái dòng cổ nó sẽ xài những cái dòng lo cổ châu Âu này, thường nó xài những con ốc này các bạn, những dòng xe lắc xong luôn tất cả xài này. Đó, quý vị thấy không, nguyên một cái màn như thế này, nó keo như thế này ha, keo nó đụng vô còn dính luôn, màn cực kỳ mới nha quý vị. Thì đây quý vị nha, thấy cái sườn nó dày ha, nó sườn này thì nhìn vào và đó là sườn đúc rồi đó. Rồi bây giờ em sẽ sơ lược tí xíu rồi kích thước thông số và lát em sẽ báo nha quý vị. Củ này là củ loa, nó xài củ isophone đó nha quý vị, củ bass á, 40 chiều cao 44, chiều ngang là 26,5 và chiều sâu là sâu này phải 21 nha quý vị. Còn cái chép này á là chép của Đan Mạch nha quý vị, Đan Mạch. Và cái chép này nó hiện diện trên rất nhiều những dòng loa nổi tiếng và đẳng cấp trên thế giới, ví dụ như những đôi hai cao vip dòng D4, D6 nha quý vị, những đôi loa vài chục triệu á, và nó 3-4 cái chép trên cái thùng này ha, là chép này nha quý vị, y chang luôn. Khẳng định với quý vị luôn, tháo ra là chép này nó sẽ là chép từ Nico nè ha. Chép này em gặp rất nhiều rồi quý vị, quá không biết bao nhiêu dòng chép này rồi, của Đan Mạch sản xuất đó quý vị, dòng này Đan Mạch, trong nó đóng mắt in Đan Mạch rồi. Cũ này thì cũ Isophone, có gì vậy quý vị có nhu cầu xem thì quý vị liên hệ với em sẽ gửi hình cho xem ha. Loa thì cái đóng như này, radio nét thồ gì nè ha, TK200 đó, Made in Norway của Na Uy, nó sản xuất và lắp ráp ở Na Uy. Và công suất tối đa là 50W, trợ kháng là 4 ohm. Đây quý vị lo nè, loa Best Bartico là 21cm ha. Đặc biệt quý vị, đặc biệt cái độ nhạy của nó 96 dB, 96 dB và cái công suất 30 tới 50. Đây quý vị ha, là những con âm ly có thậm chí là khoảng chừng vài watt có thể đánh được cái loa này, nó kêu ha 2W, tức là tần số nó rất là độ nhạy lên tới 96 dB, và những con âm ly mà có công suất vài watt có thể đánh ra nó đó, nó có để thông số luôn. Con này thì quý vị dùng đánh đèn thì khỏi nói nha quý vị, té chứ không có còn đường nào mà phải phản nữa hết ha anh em. Quý vị và các bạn nào chơi loa thì lâu năm thì nhìn vào cái màn, cái râu này
cái mũi này ha, mũi này mũi vải á, vải nhưng mà là vải thưa á. Nó dạng như là toàn vải á quý vị, toàn vải nhưng mà cái dạng nó giống như là có bát, tiếng nó khoảng mấy mươi trăm trong đó đó, bát bát nhiều tiếng ít đó ha, giống vậy nó sơ giống như 73 vậy đó. Và cái tiếng bass này nó rất mềm và rất hay luôn. Quý vị nào nghe đeo tai nghe vào, quý vị sẽ cảm nhận được cái độ mềm. Đeo tai nghe vào mới cảm nhận được cái độ mềm sâu nha quý vị. Còn cái độ lực thì quý vị nghe thông thường qua cái loa điện thoại á, cái loa này mà quánh rất là dữ thì quý vị nghe phải cảm nhận được, nghe cảm nhận thôi, chứ cái loa điện thoại không thể nào thể hiện được cái chất âm thật của đôi loa được. Còn cái độ sâu mà quý vị muốn nghe, quý vị phải đeo tai nghe vào mới cảm nhận được thôi. Em nói là chỉ cảm nhận thôi nha quý vị, chứ không có cái loa tai nghe, không có loa điện thoại nào mà phát được đúng cái chất âm của cái loa được, chỉ cảm nhận được thôi. Quý vị nghe ở ngoài tuyệt vời hơn rất nhiều. Đây cũng là những cái dòng loa rất hiếm luôn quý vị. Những đôi châu Âu này thật sự rất đáng chơi nha, giá cũng rất là hữu nghị. Thì đôi loa như thế này thì bên em sẽ bán ra với giá là 5.300.000 đồng, 5.300.000 đồng, 3% toàn quốc nếu quý vị chuyển khoản đủ và cọc COD thì quý vị vui lòng chịu phí ship giùm em. Đôi loa rất là chất quý vị. Đôi này thì quý vị có thể nghe những dòng nhạc nhẹ nhàng, nhạc vang của Leo được luôn. Và đặc biệt thế loại acoustic hay là nghe những dòng nhạc cổ rất là tuyệt vời quý vị. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mới nhất của cửa hàng Audio 7 An Giang. Xin cảm ơn.